kỹ thuật cắt cành dâm. Sau khi đã chọn được cành khỏe mạnh, dài chừng 20cm, dùng một cái dao hoặc kéo thật sắc để không làm dập gốc cành, cắt xéo một góc 45 độ. Cắt bỏ đi những nụ hoa đã tàn, toàn bộ lá và gai ở phần dưới, còn phần trên có thể tỉa hay để lại đều được. Cành ngay sau khi cắt cần ngâm vào dung dịch kích thích mọc rễ và đem trồng ngay để tránh vi khuẩn thâm nhập, làm chết cành hồng. Chi tiết cách trồng hoa hồng bằng cành. Như đã nói trên đây, trồng hoa hồng bằng cành chính là dâm cành, là phương pháp dùng một đoạn thân từ cây mẹ đem cắm xuống đất, sau thời gian chăm sóc thì đoạn thân này sẽ mọc rễ mới và phát triển thành một cây mới. Để dâm cành, đào một cái hố vừa đủ trong chậu trồng, làm cho đất tơi lên và tưới thêm nước cho đủ ẩm. Cắm cành hồng xuống sâu 1.52cm, thẳng đứng. Sau đó vun đất lên, nén chặt gốc cho cành không bị lung lay. Một số lưu ý khi trồng hoa hồng bằng cành. Không nên quá tham những giống hồng đẹp nhưng khó lai tạo, tỷ lệ thành công thường không cao. Nên có sự tìm hiểu về giống trước để có thể có được một bụi hồng mới có sức sống, mà vẫn đủ đẹp. Dụng cụ dùng để cắt cành, dao, kéo phải được vệ sinh trước và thật sự sắc để vết cắt ngọt, mịn. Trồng cành ngay sau khi cắt, hoặc có thể ngâm trong dung dịch kích thích mọc rễ trước khi đem trồng, xong mọi thao tác cần phải nhanh. Khi dâm, nên chọn dâm ở những vị trí dâm mát hay có mái che. Chỉ nên cắm cành hồng xuống sâu 2cm mà thôi, nếu sâu hơn, có thể sẽ không mọc rễ được. Sau khi dâm nên duy trì theo dõi thường xuyên để bổ sung đủ nước, dưỡng chất phục vụ cho sự phát triển của hoa hồng. Thank you.